xin phép giới thiệu mình là tên là anh Duy, bố của Nguyễn Phan Thư. Hôm nay thật là rất là vinh dự là được Quy Đến mời lên để dự lễ tốt nghiệp của con gái. Nói chung là về cái vấn đề học của anh Thư thì ngay từ nhỏ thì cháu nó đã có một cái định hướng rất là rõ ràng, nó tự học tự lập hết tất cả mọi thứ. Và cái riêng về cái vấn đề mà chọn cái Quy Test cũng là bé tự quyết định, và bố mẹ chỉ là người là đứng sau ủng hộ thôi. Thì cái đó cũng là một cái quá trình rất là cố gắng của bé để được ngày hôm nay. Thật ra mà nói thì cái giai đoạn mà nó bị Covid á, thì tất cả cái đó là tình hình chung, nhưng mà thật sự là bé rất là nỗ lực về cái vấn đề tự học, học online tại nhà. Hầu như ít khi nào đi chơi, hoặc lâu lâu thì cứ có bạn bè học cùng lứa, cùng lớp cấp 3 thì đi chơi nhau một chút, còn ngoài ra là học không. Nên ta thấy nói chung thấy cái đó được sự cố gắng của bé. Thứ nhất á là thật sự là cái vấn đề mà đi du học á là cái niềm đam mê, cái mơ ước của bé thôi. Còn trong quá trình học thực sự mình thấy bé nó tiến bộ này nọ thì gia đình rất là hài lòng về vấn đề mà học hành của con, rồi nhất là giáo viên rồi tất cả những anh chị hỗ trợ cho bé rất là nhiệt tình để mà đạt được cái thành quả như ngày hôm nay. Về vấn đề tự lập và cái vấn đề giao tiếp thấy rõ ràng là nó cải thiện được rất là nhiều. Mà giống như là một cái buổi giống như buổi phỏng vấn hồi nãy là bé rất tự nhiên chứ không giống như là lúc trước. Thì bây giờ nói chung là điều hài lòng nhất là chỉ có bé đạt được tâm nguyện của bé thôi. Thì cái đó là cái hài lòng nhất của mình thôi. Thì còn vấn đề học tập thì rõ ràng mình cũng quá yên tâm với anh Thư rồi. Nhất là làm cha mẹ thì rất là tự hào của con. Cái cũng sẵn đây thì cũng rất là cảm ơn quý thầy cô với lại các anh chị đã nhiệt tình hỗ trợ cho bé để mà đạt được kết quả tốt. Và cũng rất là mong muốn là cái nguyện vọng của con sẽ được kết quả mỹ mãn. Mình thì không dám là nói quá, nhưng mà rõ ràng là mình cứ nỗ lực với những cái mong muốn của mình và quyết tâm thì cái điều mình mong muốn chắc chắn sẽ thực hiện được. Mà nếu như không có gì mà trở ngại thì chắc chắn là sẽ thực hiện được.